The Voice Việt Nam 2023, hủy show. Tháng 1 năm 2023, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin The Voice Việt Nam, mùa 7 chính thức quay trở lại trong năm nay với nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức. Theo chia sẻ của nhà sản xuất mới, The Voice Việt Nam, năm nay chính là cột mốc 10 năm nên hứa hẹn sẽ là phiên bản đầu tư mạnh nhất, đặc biệt nhất, ấn tượng nhất. Dù là phiên bản thay đổi nhiều nhất nhưng lại bám sát format gốc nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, ngay khi chương trình mới chỉ dục dịch chuẩn bị đã vướng phải nhiều ồn ào. Trước tiên là việc đội hình huấn luyện viên, cũng như dàn cố vấn khách mời bất ngờ bị dò dỉ trên mạng xã hội. Theo thông tin và những hình ảnh mà dân mạng đang lan truyền, Trấn Thành là cái tên gây bùng nổ tranh cãi khi xuất hiện trong dàn huấn luyện viên và ngồi ghế đôi cùng diva Hà Trần. Chiếc ghế đôi thứ hai của The Voice Việt Nam năm nay được cho là thuộc về bộ đôi ca sĩ, nhạc sĩ Văn Mai Hương Hứa Kim Tuyền. Bên cạnh đó, chủ nhân của hai chiếc ghế đơn còn lại có thể là Hồ Ngọc Hà và Hương Tràm. Ngoài ra, góp mặt trong dàn huấn luyện viên cố vấn còn có những cái tên đình đám: Thanh Hà, Đông Nhi, Sobin, Hoàng Thùy Linh, Vũ Cát Tường. Nhạc sĩ Dương Cầm sẽ là giám đốc âm nhạc của The Voice Việt Nam 2023. Tuy nhiên, mới đây, trên mạng xã hội lại bắt đầu râm ran tin đồn The Voice Việt Nam 2023 có nguy cơ bị hủy, dù đã mời được tài trợ và đã tiến hành casting. Một nhân vật có quan hệ thân thiết với giới truyền thông và thành viên ekip vừa tiết lộ thông tin này trên trang cá nhân. Cụ thể, người này viết, vừa có ông anh nhắn báo tin The Voice có trục trặc, có thể phải hủy. Nhà tài trợ chấp nhận rút lui và sẵn sàng chịu mất tiền tạm ứng. Kênh PR của chương trình trên TikTok cũng đã khóa lại. Nghe xong thấy tiếc cho một game show từng làm mưa làm gió khung giờ vàng của VTV, bảng giá quảng cáo thuộc hàng top trong giới giải trí. Bỗng chốc xuống giá, rating sụt giảm, khán giả ngó lơ. Hiện tại, phía nhà sản xuất vẫn chưa lên tiếng về bất cứ tin đồn nào liên quan đến chương trình. Dù chưa biết thực hư sự việc này ra sao nhưng tin đồn hủy show này ít nhiều đã gây hoang mang dư luận.